Tử vi tuổi Quý Hợi 1983, trong năm 2024 Giáp Thìn. Năm sinh, năm 1983 Quý Hợi. Mệnh, đại hải thủy, nước biển cả. Theo tử vi, bản mệnh tuổi Quý Hợi thường trải qua nhiều khó khăn, biến cố thời tiền vận. Phải bước sang thời trung vận, thì sự nghiệp, tiền tài mới đạt được nhiều thành quả, cuộc mới được an nhàn, thảnh thơi và sung túc. Nam mạng gặp sao Vân Hớn, hạn Thiên La. Nữ mạng gặp sao La Hầu, hạn Diêm Vương. Vậy tử vi năm 2024 của bản mệnh tuổi Quý Hợi 1983 sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý bạn cùng theo dõi video. Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi 1983 trong năm 2024. Người tuổi Hợi sinh năm 1983 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong năm 2024 này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, nên thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Người sinh năm 1983 mang mệnh thủy, đại hải thủy, tức nước biển lớn. Năm 2024 bản mệnh sẽ bước sang tuổi 42, tính cả tuổi mụ. Năm Giáp Thìn 2024 có kết nạp âm kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Theo ngũ hành, ta có kim sinh thủy, rất tốt cho người tuổi Quý Hợi 1983. Xét theo địa chi và thiên can tuổi, tương đối đẹp, bình hòa và không xung khắc với nhau. Tuy nhiên công việc, tài lộc trong năm 2024 sẽ hao tổn khá nhiều do gặp phải sao La Hầu. Đây là sao hung tinh mạnh trong cửu diện của niên hạn. Người bị sao này chiếu mệnh, tâm lý thường bất an, lo lắng, dễ bị tiểu nhân quấy phá. Chính vì đó mà sức khỏe trong năm này suy giảm đi khá nhiều, bệnh tật đau ốm. Nếu đối mặt và vượt qua được nó, thì sự nghiệp công danh của quý bạn sẽ thăng tiến lên rất nhanh, tài vận vượng khí. Đồng thời sao La Hầu thuộc hành kim, sinh ra thủy, do đó vận hạn sao này mang tới không quá xấu. Tuy nhiên, bạn làm gì cũng nên cẩn thận vào tháng 2, 5 và tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Quý Hợi 1983 trong năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, đây là tháng tiền bạc của người tuổi Quý Hợi, có sự chi tiêu nhiều. Ngoài ra cẩn thận về vật sắc nhọn trong tháng này, vì có thể gặp hạn gây ra những thương tổn. Tháng 2 âm lịch, công việc làm ăn kinh doanh của tuổi Quý Hợi theo tử vi năm 2024 được đánh giá là trong tháng 2 này dễ có những thay đổi. Đó có thể là những thay đổi không có lợi, ảnh hưởng tới kết quả công việc kinh doanh trong tháng này. Tháng 3 âm lịch, công việc của người tuổi Quý Hợi tiến hành có những dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của người này hoặc thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 4 âm lịch, có sự tiêu pha nhiều về tiền bạc trong năm, nên bản mệnh Quý Hợi nên tính toán kỹ lưỡng trước những khoản chi tiêu trong tháng, ra ngoài kẻo gặp chuyện thị phi hoặc cái cọ. Tháng 5 âm lịch, xem tử vi tuổi Quý Hợi năm 2024 cho thấy bản mệnh tháng này được quý nhân giúp đỡ các công việc trong tháng này. Người tuổi 1983 Quý Hợi có thể an tâm tiến hành các dự định đã chuẩn bị hoặc xuất hành đi lại cho công việc. Tháng 6 âm lịch, chú ý về phương diện sức khỏe trong tháng 6 vì không được tốt. Bên cạnh đó, người tuổi này cẩn thận có chuyện buồn phiền đưa tới trong gia đạo hoặc công việc. Tháng 7 âm lịch, trong tháng có sự phù trợ của âm và dương. Người tuổi Quý Hợi 1983 mọi việc tiến hành đều được ổn định và bình an.
nếu có gặp phải hung đều có thể hóa thành cát. Tháng 8 âm lịch, xem tử vi 2024 cho thấy, gia đình bản mệnh tuổi Quý Hợi có tin vui cho công việc đưa tới, hoặc đó có thể là tin vui đưa tới cho gia đạo của người tuổi này về việc cưới xin hay thêm người. Tháng 9 âm lịch, tháng này công việc đều được hanh thông và toại như ý nguyện. Trong gia đình, người tuổi Quý Hợi đón được tin vui về chuyện hỷ tín cưới xin của người thân hay bạn bè. Tháng 10 âm lịch, tiền bạc trong tháng 10 có sự tiêu pha nhiều. Đó là những khoản tiêu pha tiền bạc cho công việc. Ngoài ra, người tuổi này chú ý về việc đi lại xe cộ, cần hết sức cẩn thận. Tháng 11 âm lịch, tử vi tuổi Quý Hợi năm 2024 cho thấy, đây là tháng công việc kinh doanh làm ăn của người tuổi này bị người khác quấy phá hoặc tìm cách ngăn cản, dẫn tới nhiều điều bất lợi, cũng như khó đạt kết quả như mưu cầu. Tháng 12 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm, người tuổi Quý Hợi chú ý mọi việc tiến hành đều bị khó khăn. Bên cạnh đó, sức khỏe lại không được tốt, ốm đau sẽ có thể lâu khỏi bệnh. Về mặt sự nghiệp, so với tử vi tuổi Quý Hợi 2023, vận trình năm 2024 của người sinh năm Quý Hợi 1983 có phần sôi động hơn, nhiều khởi sắc hơn, chứ không còn bình bình như trước. Vừa chịu tác động của cục diện phá thái tuế, mang điểm báo cản trở, gây khó khăn, vừa được nhị hợp giải vòng kìm hãm, công việc làm ăn có sự mở mang và khởi sắc hơn. Trong năm cũng có dấu hiệu thay đổi về nơi làm ăn hoặc chỗ ở, dù chưa biết là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng đã đổi khác, chấm dứt chuỗi ngày bình yên gây nhàm chán. Mưu sự trong năm vất vả hơn, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có chính ấn và thái âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, ắt đạt được kết quả tốt, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi. Chính ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc, người làm nhà nước thuận hơn so với doanh nghiệp tư nhân. Hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt năm là điềm báo cản trở, do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân, tuổi Quý Hợi 1983 chớ vội đắc ý mà lơ là, kẻo tiền mất tật mang. Đối với công việc trong năm này, bản mệnh có thể gặp một số khó khăn thử thách, cần thận trọng trong kinh doanh, không nên mạo hiểm đầu tư lớn. Quý bạn nên giữ tâm lý vững vàng sáng suốt, tránh bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, dẫn đến tranh chấp không cần thiết. Sự nghiệp sẽ thu được nhiều kết quả tốt nếu như quý bạn kiên trì, cố gắng, làm ăn trung thực, không vụ lợi cá nhân. Hung vận của sao La Hầu khá lớn, nên làm gì trong năm 2024, bản mệnh tuổi Quý Hợi cũng cần đề phòng, không nên chủ quan hay dựa dẫm vào người khác. Về mặt tài vận, xem tử vi 2024 cho thấy, năm này dễ bị hao tổn tài lộc do bị sao La Hầu chiếu mệnh. Tài vận trong năm 2024 không thích hợp để làm ăn lớn, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Với những công việc mang tính an toàn, lợi nhuận thấp thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tài lộc trong năm 2024 không được tốt, tuy nhiên, với khả năng linh hoạt, giỏi thu xếp của bản mệnh thì cuộc sống vẫn khá đầy đủ, sung túc. Về mặt tình cảm, trong năm 2024, tình cảm vợ chồng sẽ xảy ra một số trục trặc, cần cả hai cùng đồng lòng giải quyết. Bản mệnh tuổi Quý Hợi là người khoan dung, giỏi nhẫn nại. Tuy nhiên, với căng thẳng do công việc đem tới trong năm nay sẽ khiến những cảm xúc tiêu cực dễ bùng phát. Do đó, quý bạn nên cố gắng thả lỏng tâm tình và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi đây là nơi có thể tin tưởng, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực sau ngày dài làm việc. Đối với ai còn đang độc thân thì năm nay không phải năm thuận lợi để phát triển tình cảm. Tuy vậy, đừng quá lo lắng, đây là thời gian tốt để xác định tình cảm của cả hai. Hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến nửa kia hoặc chủ động hơn với đối tượng mà mình để ý tới.
tình duyên của bản mệnh sẽ có nhiều chuyển biến tốt vào cuối năm. Về mặt sức khỏe, những căng thẳng, áp lực từ công việc dễ khiến tinh thần, sức khỏe trong năm nay suy giảm. Quý bạn không nên chủ quan, nghĩ rằng bản thân khỏe mạnh mà coi thường sức khỏe. Các dấu hiệu về sức khỏe năm nay không được rõ ràng, do đó cần phải chú ý và theo dõi thường xuyên. Để giữ được sức khỏe ổn định, bản mệnh tuổi Quý Hợi 1983 nên giữ tinh thần thoải mái, không nên suy nghĩ quá nhiều. Điều này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe mà khiến hiệu suất công việc không cao. Nên cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt tích cực, chăm thể dục thể thao để giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, giúp tinh thần vui vẻ, nhạy bén hơn. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn tuổi Quý Hợi 1983 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.